New Me Discover with Yamaha. There's a moment that you never thought would come. Chào năm học mới, Litsega nhận quà cực đã, tặng ngay 2 triệu đồng khi mua Grande, Latte, Janus và Frigo. Nè, sao lại là anh? Tới đây làm gì? Lâu quá không gặp sao căng thẳng vậy? Tới đây xin bữa cơm, có gì đâu làm khó nha hoài. Xin bữa cơm là sao? Sao là sao? Ủa, ô xin đâu ra mở cửa? Hỏi làm gì? Cho nghỉ hết rồi. Làm gì căng thẳng vậy? Tưởng đâu có ô xin ở nhà, ít ra gà gẫm được chút chút. Đừng có nhắc tới ô xin nữa. Ủa sao vậy? Cũng vì mấy cái đứa ô xin đó mà gia đình này muốn tan nát nè. Lạng tam hả? Tam tứ gì đây? Tiểu tam đó, ba người. Hả? Thì gần giống rồi đó. Yên tâm đi, có anh đây, có chuyện gì anh giúp đỡ lo lắng hết cho, đừng có lo nha. Đi đâu vậy ơi? Ui. Hả? Trời ơi, nhà toàn đồ cổ không ta ơi. Quá trẻ đẹp, chắc là ba chồng của nó. Nhìn như một vị tướng quân. Quốc thái trương minh, à không, quốc thái anh minh. Quả nhiên là phong thái. Làm miếng. Trời ơi, cái gì vậy, đồ giả mà. Ôi, thế ghê vậy. Trời ơi, không phải công nhận nha. Cái nhà này thật thật giả giả, mà nhìn nó giả giả thật thật như thế nào. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh, anh đừng có phá nữa. Anh thừa biết là anh Quân, anh không có thích bổ bả như vậy mà. Cái gì bổ bả? Ê, nên nhớ nha, anh em mình chung một lò ra đó nha cưng nha. Sao, tới đây nhờ có mấy bữa cơm thôi cũng làm khó ông anh nữa hay sao? Nè, em đừng có quên nha, anh còn giữ một cái bí mật của em đó. Trả này coi, trả tôi. Trả cái gì mà trả? Đủ, anh trả. Bây giờ anh muốn cái gì anh nói đi. Ai à, có muốn gì đâu, chỉ ngồi đây xin vài bữa cơm thôi, em hiểu không? Mà anh bệnh nữa mà, em nên nhớ anh của em đang bị bệnh. Trời ơi, bây giờ muốn tiền phải không? Muốn tiền thì đưa tiền. Đưa tiền xong rồi biết nha. Biết sao không? Hồi xưa anh ăn chơi quá, hiểu không? Vũ trường nè, ba bọt nè, rồi nhảy đầm nè, đó rượu chè gì nè. Người ta nói là một chấm thì say đắm, hai chấm thì ngất ngay, ba chấm thì lé luôn. Rồi, hai tháng nay ngày nào cũng nghe câu đó trên mà chưa thấy đồng nào á. Đưa đủ đi, ok. Tôi sẽ đưa tiền cho anh, nhưng mà anh phải đưa lại cho tôi tấm hình đó đó. Dĩ nhiên, đưa lại cho anh giữ làm gì? Anh giữ tế anh hay làm gì? Đưa đủ đi anh đi. Được rồi, muốn tiền thì tiền. Ăn thì ăn. Ok. Nè, nhưng mà tôi cảnh cáo anh. Gì? Anh muốn làm gì thì làm. Ừ. Trước mặt chồng tôi, anh đừng làm lộ cái bản mặt giang hồ bẩn thỉu của anh đó. Quê, mình chung một lò ra đó. Dùng từ giang hồ nghe nó còn kiêu ngạo, tự nhiên đưa từ bẩn thỉu vô cái lọt xuống dưới. À, yên tâm, muốn sạch sẽ chứ vậy. Ok thì sạch sẽ. Sạch sẽ lịch sự gì được chưa? Không có người lịch sự nào mà vô nhà người ta đeo kiến mát hết. Không có cái kiến cận đeo cái kiến mát đỡ được không? Cái kiến mát này trong mà. Khó quá thì bỏ. Sẵn bỏ luôn cuốn sách xuống. Chồng tôi quý sách nhất đó. Muốn sạch sẽ thì đọc sách. Có gì đâu. Nãy giờ đọc không hiểu gì luôn á.
Nói với anh một lần nữa, xong việc lấy tiền rồi thì biến, chạy tấm hình ra cho tôi đó. Chưa đây gì à, em à, dạ chào bác. Hả? Chồng của em á. Dạ à, chào em nha. Tại vì thật sự là nhìn em giống bác quá. Em à, đây là à, dạ à, đây là anh họ của em. Lâu rồi hai anh em mới gặp nhau á anh. Hân hạnh được biết anh. À dạ, nhìn trong ngoài như một ha. Dạ, không khác gì. Dạ. Xin lỗi là tại vì á bệnh quá cho nên ghé không báo trước được. Dạ. Dạ, anh của em đang bị bệnh đó anh. Ảnh có nói là ảnh có thuê nhà trọ rồi. Nhưng mà em cũng có kêu ảnh là thuê người để chăm sóc ảnh đi. Mà tiền chữa bệnh cao quá. Cho nên... Nhưng mà anh bệnh gì? Ảnh bệnh ung thư gan. Trời đất, nghiêm trọng dữ vậy hả? À, dạ đúng rồi, gan cuối rồi. À, anh ơi, dạ. À, ung thư gan sao mà ho dữ vậy anh? À, bị à, đúng rồi, à, à, di căn qua phổi rồi. Dạ. Em ơi, dạ. Anh thấy nghiêm trọng quá. À, anh tính vậy ha? Ừ, để anh ở lại đây đi, để tiện việc đưa đi chữa trị. Ừ, trên lầu 1 còn phòng trống á, em sắp xếp để anh ở nha. Dạ. À, anh à. Dạ. Tôi có quen nhiều bác sĩ lắm. Có gì sáng mai tôi sẽ tranh thủ dẫn anh đi chữa nha. À, được vậy tốt quá. Cảm ơn em nhiều nha. À, em. Dạ. À, tối nay gia đình bác Bốn sẽ tới chơi. Em coi nấu nướng sắp xếp để đón khách nha. Dạ, em biết rồi. Anh là thầy đồ. Dạ. Anh ở đây nói chuyện với vợ tôi nha. À, cảm ơn em. Tôi nha. Xin phép. Công nhận em gái may mắn ghê. Kêu bằng em cũng sườn miệng chút, nhưng mà nhìn cũng lịch sự ra vẻ danh nhân. Nè, nói cho anh biết, anh mà để mọi chuyện bại lộ, một cách cũng không có đâu. Đưa đủ là sẽ đi. Vậy thôi, đơn giản. Chà, trắng dữ ha. Cái này chắc xài kem dữ lắm nghe. Dạ không, da con trắng tự nhiên, con không xài kem gì hết á. Thiệt không? Dạ thiệt mà. Như vậy tốt đó. Nè, mày thấy tao không nè, da tao đẹp không? Ờ, thấy không? Dạ đẹp, nhưng mà... Những gì? Sao nó đốm 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 gì ba? Đốm cái đầu mày. Người ta nói đốm như vậy là trổ đồi mồi. Da rồi mà trổ đồi mồi là sống lâu, mày biết không? Những cái đứa mà da trắng trắng như mày vậy nè, không có tốt đâu. Mai mốt làm gì mà có đồi mồi như tao như vậy nè. Đó, mày thấy không? Tuyệt vời chưa? Dạ tuyệt vời. Ừ, bởi vậy nói tới đâu là phải tiếp thu, phải ngoan ngoãn như vậy mới được. Dạ ngoan. Thôi thôi thôi, nấu lẹ đi. Tình hình nấu ăn có ổn không? Sao mày giật lộn với trái su vậy hả? Dạ bác, hay là bây giờ bác lên trên nhà trên, bác ngồi chơi đi. Con nấu nhanh 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 cũng đem lên liền. Nhanh 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 nhanh. Thấy mày là tao biết là ổn rồi đó. Quá ổn luôn đó. Nè, lấy chồng 4 năm rồi nghe con. Không phải chân ướt chân ráo mới về nhà chồng đâu nghe. Mà tại sao những công việc bếp núc này con làm không xong là sao hả? Thảo nào, bác thấy thằng Quân độ rài á, nó ông nhồm ông nhách à. Tao nói thiệt á, con á, ở nhà không có làm cái gì hết thì mấy cái chuyện công dung ngôn hạnh kim chỉ tề gia nội trợ, nhất là mấy cái chuyện bếp núc này nè, con phải làm cho tốt chứ. Mà sao chủ ủ cái mặt đó, người lớn dạy là phải như vậy nghe chưa, chứ không phải là nói tới là câu mày trâu mặt. Ăn mặc kìa giống ca sĩ quá ha. Hở trước hở sau, núi đồi trùng điệp, dây nhỡ lòng thòng. Bác nói cho con nghe nghe, mặc dù mình ở nhà nhưng mà mình cũng phải ăn mặc cho kín đáo đàng hoàng, không có được mặc như vậy nghe chưa. Nghe chưa? Dạ nghe. Khách khứa vô nhà, người ta không biết, người ta đánh giá mình, người ta nói mình là không có đứng đắn, không có đàng hoàng đó.
hiểu không? Dạ hiểu. Chờ bác một chút, còn nói chuyện nữa đó. À, chị Xui hả? Này nè. À vậy hả? Trời ơi, tôi nói chị nghe, dạy con dạy cháu đừng có ào ào, đừng có lớn giọng như vậy, từ từ nhỏ nhẹ dạy nó thôi. Trời ơi, chị nói nó như vậy nó bị tổn thương sao? Ừ, được rồi, để bữa nào tôi về tôi phụ chị dạy nó nghe. Tôi có bí quyết dạy con dạy cháu, tuổi trẻ bây giờ là tuổi trẻ của thời A Còng, mình phải biết dạy nó từ từ, đừng có ào ào nó không? Thi ơi. Dạ. Chăm trà giùm anh em ơi. Dạ. Vậy nghe, bữa nào tôi về rồi tôi phụ chị dạy nó mà, yên tâm đi hen. Ừ. Hả? Trời đất ơi, bởi vậy con gái con đứa thời nay nó sắc xu gì mà giống bữa củi vậy nè trời. Tao nói vậy là chết rồi. Xu xào người ta phải như vậy. Bà ơi, bà. Ôi ơi, tôi đây. Dạ bảo. Trời đất ơi, làm gì chết trong đó vậy? Ông nội vợ ơi, làm cái gì mà cứ đeo như Sam vậy trời. Lên liền, lên liền. Dạ bảo ơi. Chết rồi, bữa nay gặp đáo Phật gia rồi. Mùi trà để đâu? Ủa, đâu rồi? Mất rồi. Dạ. Mới để đây mà. Dạ, cái gì bác? Cái điện thoại đâu rồi? Mới để đây. Rõ ràng để đây mà. Thi. Dạ. Cái điện thoại bác để đây đâu rồi? Con đâu biết đâu, con cũng mới từ phòng khách xuống thôi. Có mình con ở dưới đây mà không biết. Có chuyện gì vậy bác? Con cái điện thoại của bác mới nghe xong để đây nè, chạy xuống đâu mất tiêu rồi. Dạ, để con gọi. Rõ ràng để đây nè. Anh gọi thử coi. We'll be right back.